những trang phục sáng tạo và tuyệt đẹp được tạo ra từ những vật dụng hàng ngày. Sử dụng bắp cải để làm váy hay một chiếc váy xẻ tà bằng nho, thậm chí đầm dạ hội bằng thanh long, váy cherry, chân váy xếp tầng bằng dưa hấu hay những lá bài khô cứng đã trở thành một chiếc váy rất sang trọng. Một chiếc đầm ánh kim từ những chiếc thìa. Không ai ngờ chiếc nĩa khi vào tay của Edgar đã trở thành một thiết kế tuyệt đẹp. Hay đinh, ốc thô cứng cũng hóa thành mềm mại. Thậm chí những cây tăm khi xếp chúng lại nhìn từ xa chẳng khác nào những chiếc váy lông quý phái. Hay một chiếc đầm thướt tha bằng kiwi. Tất cả đều được anh chàng chỉ nick Edgar Artis sử dụng một cách khéo léo, đưa thực phẩm biến thành thời trang. Edgar Artis là chàng trai 9X người Armenia, vốn dĩ từng bị đánh trượt khi thi vào trường mỹ thuật, nhưng chính niềm đam mê đã không cho phép anh từ bỏ. Có thể dùng từ đẳng cấp để nói về những bản thiết kế váy áo của Edgar Artis. Đó là sự sắc bén về tư duy màu sắc, hình ảnh, cũng như sự sáng tạo với mọi thứ xung quanh anh. Từ những chiếc đinh, ốc hay cái nĩa vô hồn cũng trở nên đầy nghệ thuật khi vào tay anh. Và từ đó, anh đã xây dựng một con đường riêng của chính mình, nghệ thuật thiết kế thời trang bằng những chất liệu lạ. Khởi điểm, Edgar chỉ mới được biết như một chàng trai đang làm những điều quái lạ trên thức ăn, cắt ghép thành một bản thiết kế trên giấy. Tuy khá đẹp, nhưng nhiều người cho rằng không mang tính ứng dụng vào cuộc sống. Thế nhưng càng về sau, khi sự sáng tạo của Edgar vượt ra ngoài hai từ quái lạ và trở nên đẳng cấp hơn, khi những thiết kế của anh không chỉ mang đến một góc nhìn khác về thời trang, mà còn truyền cảm hứng cho những người yêu thời trang và yêu nghệ thuật. Trong giới thời trang, không ai không biết tầm quan trọng của sự sáng tạo. Vì chỉ khi có một khối óc luôn sẵn sàng đổi mới, đột phá thì mới có thể nâng tầm cho thiết kế của mình. Và Edgar Artis thật là một người luôn may mắn khi sở hữu điều đó. Những phong cách làm đẹp độc lạ ấn tượng của Edgar Artis mà không phải ai cũng dám thử. Các bạn thấy nghệ thuật của Edgar Artis thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.